con đi vào bầy sói, đừng mang
theo chi như túi tiền bao bì dày dẹp. Đừng chào hỏi ai thêm vương vấn lòng trên con đường dài, vào với nhà nào trước tiên hay chào bình an nhớ đây. Chín đầy đồng mà thơ gặt thì lại thiếu, xin cha ban nhiều nhưng thơ gặt nhiệt thành tin yêu. Dẫn bước trong đời cho mọi người theo Chúa mời, dám sống như lời Chúa truyền dạy. Khi được sai đi, chính Chúa đã sai ra đi. Bình an anh em trao cho ai ở lại người ấy, còn ai khinh chê ơn phúc lành quay về anh em. Ở lại nhà đó nên ân thứ họ mang cho mình nhờ, vì những người thờ vốn như đang được trả công ngày xưa. Lúa chín đầy đồng mà thơ gặt thì lại thiếu, xin cha ban nhiều nhưng thơ gặt nhiệt thành tin yêu. Dẫn bước trong đời cho mọi người theo Chúa mời, dám sống như lời Chúa truyền dạy. Khi được sai đi